Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã tiếp tục hướng dẫn các bạn lập trình về trích HTML8S. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về module ART. Thì như các bạn đã biết đấy, chuẩn giao tiếp ART là một chuẩn rất phổ biến, rất cơ bản. Nó có từ lâu rồi, dùng để giao tiếp giữa các vi điều khiển với nhau, hoặc giữa vi điều khiển với ngoại vi, hoặc là giữa vi điều khiển với máy tính. Ưu điểm của chuẩn giao tiếp này là hoạt động đơn giản, dễ dàng thực hiện và lập trình. Chuẩn này cũng tốn chỉ khoảng 2 giây nếu mà truyền ở chế độ mà song công, còn đâu là truyền ở chế độ làm đồng bộ thì phải thêm 1 giây clock nữa. Thì bài ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về module ART. Thì ở đây là mình đã mở được cái reference của cái chip ATM8. Thì trong này có giới thiệu rất rõ ràng và đầy đủ về các cái module ART. Ở đây là hỗ trợ tất cả các cái mode mà có thể, rất nhiều mode, mà chúng ta chỉ sử dụng các cái mode cơ bản thôi. Các bạn phải tìm hiểu trước về chuẩn ART như là gì nhỉ, độ dài của khung dữ liệu là 8 bit hay 9 bit, có bit stop hay không, 1 hoặc 2 bit stop, có kiểm tra chẵn lẻ hay không. Đây là hỗ trợ rất nhiều thứ, được chưa? Thì bài hôm nay chúng ta sẽ đi vào lập trình để sử dụng module ART giao tiếp với nhau. Thì mình đã tạo sẵn một project rồi. Đó, mình tạo sẵn một project như các bài trước. Sau đó là mình import nó vào Eclipse. Được chưa? Đầu tiên là mình sẽ import cái thư viên MyHTML8S2007.h này. Mình sẽ import vào đây để mình sử dụng cái hàm delay chính xác của mình. Rồi ở trong ví dụ này thì mình sẽ sử dụng mẫu URT1 để truyền dữ liệu, và bộ URT3 dùng để nhận dữ liệu. Sau khi bộ URT3 nhận dữ liệu xong, nó lại truyền lại cái dữ liệu đó cho bộ URT1. Còn kết nối phần cứng thì các bạn kết nối như thế này, đó là chân TX của URT1, tức là chân truyền dữ liệu đấy ạ. Thì nó là chân PA5 sẽ được nối với chân RX của URT3, tức là chân PD6, và ngược lại, chân RX của URT1, tức là chân nhận dữ liệu, thì là chân PA4 sẽ được nối với bộ TX của URT3 trên PD5. Thì các cái chân cẳng này thì mình tìm ở đâu? Thì là mình sẽ mở dataset của chúng ra. Đây, mình mở dataset ra. Các bạn vào mục pin now and pin description, các bạn mở xuống cái bảng ở dưới. Cái bảng là đây, cái bảng này. Cái bảng là pin now and description. Ở đây các bạn tìm đúng cái chuẩn chân của chip các bạn. Ở đây nó hỗ trợ dòng 8S này, nó hỗ trợ rất nhiều kiểu chân, từ 32 chân đến 80 chân. Ví dụ con của mình là 48 chân thì mình sẽ nhìn vào cái cột ở giữa này, đúng không ạ? Mình nhìn vào cái cột này và mình kéo xuống. Ở đây các bạn có thể thấy là URT1RX nó chính là cái chân PA4, đúng không ạ? Đó, và đây là cái default athlete function, tức là cái chức năng cơ bản, là cái chức năng mặc định của nó là URT1 receive, đúng không ạ? Còn đây là chân URT1 TX thì là PA5, thì nó chức năng mặc định của nó là URT1 transmit, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái chức năng cơ bản rồi, nó là cái chức năng mặc định rồi, nên là khi chúng ta khởi động module URT là cái chân này sẽ sử dụng được ngay, chúng ta không cần phải gọi là pin mapping nó nữa. Pin mapping tức là cấu hình lại cái chân để cho nó hoạt động ở chức năng khác. Như ở trên vi điều khiển STM8L hoặc là STM32 đấy, thì chúng ta phải làm cái việc đó. Ở STM8S thì chúng ta không cần, bởi vì mỗi một bộ URT nó chỉ ánh xạ ra một cặp chân thôi. Còn ở các loại vi điều khiển cấp cao kia thì một module nó sẽ ánh xạ ra nhiều cặp chân khác nhau để cho người dùng có thể tùy biến lựa chọn. Nhưng ở đây chúng ta bắt buộc phải dùng vào các cái chân cẳng PA4 và PA5 này. Đó, các bạn kéo xuống, module nào cũng vậy nhá. Các bạn sẽ tìm cái chân phần cứng của nó dựa vào cái bảng này. Đó, ví dụ URT3 của mình TX nó là D5 này, URT3 RX nó là D6 này. Ngoài ra các bạn phải đọc thêm các cái chú thích nữa đây. Đó, ở đây này, các cái chú thích nếu mà cần thiết, chưa? Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào lập trình, được chưa? Mình bắt đầu bằng hàm main. Mình bắt đầu đăng về hàm main. Thì đầu tiên sẽ là có một cái hàm khởi tạo clock config 16MHz. Hàm này thì các bạn khá là quen thuộc rồi. Hàm này có chức năng đó là cấu hình cho chip chạy với thạch thanh ngoài ở tốc độ 16M.
Nếu tiếp đến là mình sẽ sử dụng timer, bài này mình sẽ sử dụng delay đúng không ạ? Mình sử dụng delay mà cái delay của mình như các bài trước mình nói là mình xây dựng dựa trên cái timer 4. Mình sẽ sử dụng một cái hàm là delay using timer 4 init. Cái hàm này ở đâu ra? Cái hàm này là chính là nó nằm trong cái thư viện của mình ạ. Các bạn bôi đen ở ấn F3 thì nó sẽ đi đến cái hàm này. Bản chất cái hàm này thực ra là nó khởi tạo cái timer 4 thôi để cho nó ngắt 1 giây, 1 ms. Rồi sau đó đến mục đích chính của bài hôm nay, đó là chúng ta khởi tạo bộ UART, được chưa? Thì mình như mình nói ở trên mục đích ở đầu ấy là UART1 sẽ truyền dữ liệu, được chưa? Thì mình sẽ khởi tạo UART1 này, tiếp đến cái tham số truyền vào ở đây, các bạn có thể kích 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 chuột vào đây, nó sẽ sổ ra một cái bảng mà các bạn kích vào đó và các bạn xem, được chưa? Rồi ở đây nội dung của cái hàm này là khởi tạo UART1 với các thông số chính xác được đưa vào, được chưa? Đó, ở đây là các tham số của nó. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, cái tham số đầu tiên truyền vào là một biến 32 bit, đó là baud rate, tức là số bit truyền đi trên 1 giây. Đó, ở đây mình để là 250.000, được chưa? Sau đến là UART1 word length, tức là độ dài của cái khung truyền thường là 8 bit hoặc là 9 bit, thì ở đây mình để là 8 bit, được chưa? Rồi, các cái cấu hình như thế này là rất là thông dụng đối với UART đấy. Tiếp đến đó là chúng ta phải truyền vào số lượng stop bit này, parity là kiểm tra chẵn lẻ hay không này. Ở UART1 này nó còn cái hỗ trợ cái chế độ là đồng bộ hay là không đồng bộ, thì ở đây chúng ta chọn cái chế độ không đồng bộ thì chúng ta sẽ disable cái chế độ này đi. Và tiếp đến là cái mode mode của UART có thể là truyền truyền không hoặc nhận không hoặc là vừa truyền vừa nhận, được chưa? Thì ở đây mình cấu hình như sau, đó là mình truyền vào tốc độ bot là 250.000 bit này trên giây này, sau đó truyền vào là số lượng bit khung truyền là 8 bit này, sau đó là có một bit stop này. Đó, các bạn phải tìm hiểu xem bộ UART nó hoạt động như nào nhé. Đầu tiên nó truyền một bit start này, sau đó nó sẽ truyền 8 bit dữ liệu này, sau đó nó có thể truyền một bit kiểm tra chẵn lẻ hay không này, sau đó nó sẽ truyền một bit stop. Đó, các bạn sẽ lên trên mạng và tìm hiểu sâu hơn về cách mà UART nó hoạt động. Ở đây mình chỉ nói cách cấu hình nó thôi. Tiếp đến là kiểm tra parity, mình chọn là không này, là lâu đấy. Sau đó là cái chế độ sim mode, tức là chế độ đồng bộ đấy ạ. Mình phải dùng thêm clock thì mình sẽ disable đi, bởi vì mình chỉ dùng ở chế độ này là chế độ bình thường thôi. Sau đó là UART1 sẽ là cả truyền cả nhận đúng không ạ? Truyền thì là TX, nhận thì là RX, cả truyền cả nhận thì là TX RX. Và enable nó lên. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng ngắt, nên là mình sẽ phải cho phép ngắt của UART1. Mình sẽ viết cái câu lệnh này: UART1 IT config đó, RX RXLE thì viết thì hiểu là như thế nào. RXLE thì viết tắt của từ Receipt Not Empty. Các cái này thì các bạn tìm ở đâu cho dễ, các bạn kích này, các bạn ấn F3 này, đó nó sẽ sổ về cái hàm này đó. Các bạn sẽ đọc cái mô tả mà người ta nói, đó là cho phép hoặc là không cho phép cái ngắt, chính xác cái ngắt của UART, trong đó tham số truyền vào này, parameter này là cái UART1 IT đúng không ạ? Cái IT này có thể là những cái giá trị sau đây. Đó, những giá trị sau đây là những giá trị nào thì các bạn nhìn vào đây. Ví dụ UART1 IT TXE thì người ta giải thích ở bên này, đó là transmit data register empty interrupt, có nghĩa là khi cái thanh ghi để chứa dữ liệu truyền đi mà nó rỗng thì nó sẽ sinh ra ngắt, được chưa? Đây là TC này, tức là transmission complete này. Đó. Rồi đây cái ngắt của chúng ta sử dụng đây, đó là receive data register lot empty và overrun interrupt. Lot empty nghĩa là thế nào? Lot empty nghĩa là nó không rỗng, không rỗng thì chứng tỏ nó chứa data ở trong ý. Chứa data ở trong ý thì chứng tỏ là bộ UART của chúng ta đã nhận được dữ liệu thì nó sẽ nhảy vào, nó sẽ sinh ra ngắt và chúng ta sẽ nhảy vào ngắt để đọc dữ liệu của nó, được chưa? Đó, các bạn sẽ cách các bạn tìm hiểu nó như thế, đi đến nơi các hàm được định nghĩa và đọc mô tả của nó. Rồi sau đó là để cho bộ UART hoạt động thì chúng ta sẽ phải dùng câu lệnh này, UART1 command enable nó lên. Đó, bộ UART3 chúng ta cũng cấu hình như vậy. Các bạn phải chú ý nhé, để hai thiết bị giao tiếp với nhau bằng chuẩn UART thì tốc độ bit, tốc độ bot của chúng nó phải cùng giống nhau, không thì dữ liệu sẽ bị truyền sai. Như ở mình đây để cùng là 250.000, sau đó là mình sẽ truyền các cái tham số y hệt như thằng trên, nó phải giống hệt nhau. Đó, ở đây các bạn thấy là UART3 init nó sẽ thiếu mất cái tham số là sim mode clock disable đúng không ạ? Bởi vì cái bộ UART3 này nó không hỗ trợ cái mode đồng bộ nên là sẽ không có cái tham số này. Đó, chúng ta sẽ gõ như thế. Tiếp đến chúng ta cũng cho phép ngắt thằng ngày đêm, đó là ngắt nhất.
Đó, cũng cho phép bộ thăm bộ URT3 hoạt động. Cuối cùng là gọi cái hàm enable interrupt. Cái hàm này chính là cho phép ngắt của toàn chương trình, gọi là global interrupt ở trước. Tiếp đến là mình sẽ khai báo ba cái biến. Một cái biến của mình là send data này, tức là cái dữ liệu để cho URT1 nó truyền đi. Đấy. Sau đó URT3 nhận về thì nó sẽ lưu vào trong cái biến receive data. Còn sau đó URT3 nhận về xong, nó sẽ truyền đi đúng cái nó nhận về, truyền giả cho thằng URT1, thì mình gọi cái URT1 nhận được mình gọi là echo data. Khi mà mình debug chương trình ý, thì ba cái biến này phải có giá trị giống hệt nhau thì chứng tỏ quá trình giao tiếp dữ liệu nó mới thành công, được chưa? Mình phải thêm từ khóa volatile ở trước hai cái biến receive và echo này, bởi vì chúng được sử dụng ở trong trình phục vụ ngắt. Mình phải thông báo cho trình biết dịch biết rằng là các cái biến này nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào và không được tối ưu nó, được chưa? Cái này mình nói ở bài trước rồi mà, bởi vì IR này nó có chức năng là optimize code rất là mạnh, nó có thể làm sai lệch hoặc là mất các cái biến của chúng ta đi, nên chúng ta phải cho từ khóa volatile vào. Còn ý nghĩa của từ khóa này như nào ấy thì các bạn hãy tìm hiểu ở trên Google hoặc trong sách hướng dẫn lập trình C cơ bản là lương cao, được chưa? Rồi ở đây là trong vòng while vô, tức là cái vòng lặp vô tận đấy ạ. Thì mình sẽ truyền dữ liệu bằng hàm URT1 send data 8. 8 ở đây là gì? 8 ở đây là 8 bit, dữ liệu 8 bit. Thì send data của chúng ta đang khai báo ở kiểu là win 8T mà, với cả khung truyền của chúng ta là 8 bit, thì nên chúng ta sẽ phải dùng cái hàm send data 8. Nó còn một cái hàm nữa là send data 9, thì nhưng mà chúng ta không dùng ở đây, được chưa? Chúng ta sẽ truyền là một cái hàm là để send data. Sau đó mình sẽ delay chính xác 1 giây, tức là 1.000 mili giây đấy, nhờ vào cái timer 4 mình nói mày trước rồi đó. Sau đó mình đi đây để làm gì, để tí nữa mình debug cho nó chính xác, để kiểu như là giữa hai lần truyền ấy nó có một khoảng thời gian dừng để chúng ta kịp theo dõi và nhận biết. Sau đó là mình thay đổi, tức là mình tăng cái biến send data này lên đó, cộng cộng đằng trước thì có nghĩa là tiền tố, nghĩa là như thế nào là send data sẽ được cộng trước, sau đó mới tham gia vào cái phép so sánh ở trong vòng if này sau. Đó, nếu mà send data bằng đúng bằng 127 thì mình lại cho send data về 32, tức là sẽ thành một vòng lặp truyền liên tục các số từ 32 đến 127, sau đó lại quay về 32 lại truyền tiếp. Đó, tại sao mình lại truyền các cái số trong khoảng từ 32 đến 127 này? Đó, bởi vì các cái ký tự trong khoảng từ 32 đến 127 là những ký tự nhìn được, những ký tự mã hóa bằng mã ASCII. Còn những ký tự ngoài cái khoảng này thì nó là các cái phím chức năng thì chúng ta không thể nhìn thấy được. Ví dụ là phím shift này, phím control này, F1, F2, F3 vân vân, rất nhiều, được chưa? Rồi bây giờ là quan trọng nhất là chúng ta sẽ sang cái hàm it.c. cái hàm này là dùng để viết các chương trình phục vụ ngắt cho các module, được chưa? Hai chương trình ngay đầu chương trình ấy mình phải khai báo extern một cái hàm delay shift trừ ir này, chính là cái hàm mà hôm nọ mình giới thiệu với các bạn ấy, hàm dùng để xóa cờ ngắt của cái timer 4. Mình đã khai báo nó ở trong cái thư viện MyATM8S rồi, nhưng mà mình sử dụng ở trong này nên mình phải khai báo lại theo kiểu extern này, với cả hai cái biến là receive với cả echo data mình khai báo ở trong main.c đúng không ạ, khai báo bên này đúng không ạ. Đó, nhưng mà mình sử dụng ở bên it.c này mình phải khai báo lại bằng cái từ khóa extern này, không nó sẽ báo lỗi, được chưa? Đấy, các bạn đã thấy sổ ra một đống các hàm rồi đúng không ạ. Chúng ta sẽ đi viết chương trình phục vụ ngắt cho cái hàm URT3 đó, IRQ RxIOQ Handler. Rồi, như các bài trước mình giới thiệu ấy, khi vào trình phục vụ ngắt chúng ta phải kiểm tra xem là cái ngắt của nó có chính xác đã xảy ra chưa. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu lệnh URT3 get IT status này. Đây, các bạn thấy là công dụng của nó là kiểm tra xem là cái ngắt chính xác của URT3 đã được xảy ra hay chưa. Cái chính xác thì được truyền vào như thế nào, nó chính là cái tham số như thế này, URT3 như thế này này. Đó, người ta giải thích ở bên phải rồi, các bạn sẽ dịch sang và sử dụng. Ở đây là chúng ta sử dụng cái ngắt là RxLE đúng không? Hoặc đúng rồi, cái ngắt RxLE tức là đã receive data register log empty. Log empty thì nghĩa là đã có dữ liệu rồi. Đó. Thế, nếu mà đã có dữ liệu rồi thì mình nhảy vào trong cái vòng if này, mình gọi cái hàm là URT3 receive data. Hàm này để đọc về dữ liệu ở trong thanh ghi nhận được của nó. Đây các bạn ấn F3 nó sẽ đến này. Đấy, nó chỉ return cái URT3 trỏ đến cái thanh ghi DR. DR các bạn thấy nó gợi nhớ ra đây chưa? Nó là data register đấy, chính cái thanh ghi chứa dữ liệu của nó. Được chưa?
Đó, sau khi nó nhận xong ấy thì nó lại truyền giả cho bộ URT1 đúng không ạ? Thì mình sẽ gọi tiếp cái hàm URT3 send data 8 giống hệt cái hàm ở chương trình main kia mình đang gọi. Đó, truyền đi cái gì? Truyền đi chính cái đó nhận được. Đó, được chưa? Ngoài ra chúng ta cần phải xóa cờ ngắt nữa, xóa cờ ngắt bằng cái lệnh là URT3 clear IP pending bit, giống như cái chúng ta xóa cờ ngắt của timer đấy ạ. Nhưng ở đây mình đang comment là không cần thiết. Tại sao như vậy? Các bạn sẽ đi đến cái hàm này, các bạn đọc ở đây có phải là nó nói công dụng của cái hàm này là xóa cái cờ ngắt đúng không ạ? Cái cờ ngắt thì là những cái sau đây, thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái chúng ta đang dùng thôi, đó là RxLE. Thì ở đây người ta có nói là cái lốt này là chú ý đúng không ạ? À, cái cờ ngắt RxLE này có thể được xóa bằng cách đọc cái hàm, bằng cách đọc cái thanh ghi URT3DR bằng các cái hàm như sau: URT3 receipt data 8 hoặc URT3 receipt data 9. Thì tức là mình đã sử dụng cái câu lệnh đọc receipt data 8 này rồi, thì đồng thời nó cũng xóa luôn cái cờ ngắt đó, nên là chúng ta không cần thiết phải gọi câu lệnh này nữa, được chưa? Đó, được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái hàm chương trình phục vụ ngắt của cái ta URT1. Đấy, URT1 đây rồi, thì mình cũng kiểm tra như vậy thôi, mình kiểm tra xem URT1 đã xảy ra ngắt chưa bằng cái bằng cách là truyền vào cái tham số URT1 IT RxLE. Đó, các bạn hãy xem RxLE là cái gì. Đấy, các bạn chỉ cần trỏ vào đây nó đã hiện ra rồi, rất là tiện lợi đúng không ạ? Tiện hơn thằng IR nhiều. Đó, data register login empty. Sau đó là cái dữ liệu nhận được ấy thì chính là cái URT3 nó phản hồi về đúng không ạ? Thì mình sẽ lưu vào trong một cái biến là echo data này. Được chưa? Rồi, thế là mình control S chương trình xếp vào. Ở đây mình xếp rồi. Sau đó mình quay lại IR, mình mở chương trình lên. Rồi, ở đây các bạn có các cái kit của các bạn đúng không ạ? Thì tùy thuộc vào các bộ URT mà các bạn cấu hình cho nó phù hợp. Ở đây mình có hai bộ URT, URT1 và URT3, thì mình sẽ cấu hình như thế này. Còn ví dụ kit của các bạn có số lượng URT khác thì các bạn sẽ cấu hình theo. Và đây là phần cứng của mình sẽ kết nối như thế này. Kit của các bạn thì cũng phải kết nối như thế, phụ thuộc vào cái datasheet mà người ta nói các chân thôi, chỗ nào thì các bạn sẽ kết nối vào đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành debug chương trình, mình sẽ bấm phím F7 xem có lỗi nào không. Thế rồi, không có lỗi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành debug chương trình. Mình đã đặt breakpoint ở trong các cái chương trình phục vụ ngắt rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy các cái chấm đỏ đỏ là các cái breakpoint ấy. Mình đã đặt vào đấy rồi, để khi nào mà nó đến đấy thì nó sẽ dừng lại cho chúng ta xem. Thì ở đây là chương trình con trỏ lệnh nó đang dừng ở hàm này đúng không ạ? Mình sẽ cho nó chạy liên tục luôn bằng cách nhấn nút go này. Đó, thì các bạn đã thấy là cái send data của mình nó đang là số 0x20 nhé. 0x20 thì các bạn đổi ra nó là số 32 đấy. Thì thể hiện của nó là cái dấu cách ở trong bảng mã ASCII nó đang hiện ở đây. Còn hai cái dữ liệu là receipt với cái echo đang có giá trị là 0x00. Con trỏ lệnh của mình đã nhảy vào ngắt rồi đúng không ạ? Nó nhảy vào hẳn trong if của URT3, thì chứng tỏ URT3 đã nhận được dữ liệu rồi. Nhưng mà tại sao ở đây nó chưa hiện gì? Bởi vì con trỏ lệnh nó mới đang dừng ở đây thôi, chứ nó chưa nhận dữ liệu. Bây giờ là chúng ta bây giờ là mình sẽ nhấn nút run này để cho nó chạy này. Đó, thì nó vừa thực hiện cái câu lệnh là đọc dữ liệu về đúng không ạ? Thì dữ liệu mới nó đã đọc được và nó lưu ở trong cái biến receipt data cũng có giá trị là 0x20. 0x20 là số hexa, đổi sang nó là 32. Cái nào mà được tô màu đỏ như thế này ấy, thì chứng tỏ là dữ liệu của nó vừa bị thay đổi. Đó, giờ mình nhấn nút go tiếp. Đó, thì nó lại nhảy vào trong cái URT1 RX, thì chứng tỏ là bộ URT3 nó vừa truyền cho đúng không ạ? Nó đang dừng ở con trỏ lệnh này. Bây giờ mình sẽ nhấn nút go. Đó, các bạn thấy nó cái echo data nó cũng đã nhận được là 0x20 đúng không ạ? Cả ba cái đều có giá trị là số số 32 thể hiện bằng dấu cách. Đó, bây giờ con trỏ lệnh nó đang dừng ở trong cái hàm send data cộng cộng đây đúng không ạ? Đó, thì bây giờ mình cho nó chạy tiếp. Đó, các bạn thấy nó đã tăng lên là 0x21 đúng không ạ? Đó, tức là dữ liệu của mình đã thay đổi thành cái dấu chấm than này. Và ba cái giá trị này nó giống hệt nhau thì chứng tỏ là quá trình truyền và nhận của chúng ta đã diễn ra thành công. Mà chúng ta debug chương trình bằng cách là chạy từng lệnh thế này, chúng ta sẽ hiểu được quá trình hoạt động của nó. Đó, bây giờ là nó thay đổi giá trị này. Đó, thì đầu tiên là thằng URT1 truyền, thằng URT3 sẽ nhận. Nhận xong thì nó lại truyền giả cho thằng URT1. Đó,
thì nó lại nhảy vào ngắt của URT1 này, các bạn nhìn thấy này. Đó. Thế như thế là hết một chu kỳ. Được rồi, thì như vậy là các bạn đã hiểu được cách URT1 nó hoạt động rồi. Thì bài hướng dẫn của mình xin dừng lại tới đây.